gần 17 chiếc xe tải rác được thu gom với sự tham gia của nhiều đơn vị, trong đó có lực lượng bộ đội, đại diện chính quyền địa phương, cùng với sự tham gia của nhiều bạn bè quốc tế đến từ Mỹ, Thụy Điển và gần 100 Phật tử chùa Ba Vàng tại thủ đô Hà Nội. Chương trình vì một mùa hè không dịch bệnh. Tiếp nối các hoạt động vì môi trường sống, vừa qua, gần 100 Phật tử trong 6 đạo tràng thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã tham gia chương trình dọn vệ sinh vì một mùa hè không dịch bệnh trên địa bàn sông Phèo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các Phật tử đã phối hợp với lãnh đạo các ban ngành và nhân dân phường Tây Tựu cùng lực lượng bộ đội quân khu thủ đô đóng quân tại địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các bạn bè quốc tế đến từ Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Trong đó có ông James Joseph Kendall, người sáng lập Keep Hà Nội Clean, đã thực hiện nhiều dự án ý nghĩa làm sạch môi trường thủ đô với quy mô ngày càng lớn. Mặc dù thời tiết khá oi bức, tuy nhiên những người tham gia đều không quản vất vả, đã chung tay chung sức để dọn sạch rác ở hai bên bờ sông Phèo và khu vực lòng sông với tinh thần hăng say. Ngoài ra, các Phật tử cùng các đơn vị đã quét dọn, thu gom rác tại các khu vực đình thờ, nhà văn hóa phường. Số lượng rác thu được sau buổi dọn vệ sinh được tính lên tới 17 chiếc xe tải. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng, thầy mong mỗi Phật tử sẽ là một thành viên của Hội Bảo vệ Môi trường, tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường, đem lại màu xanh cho môi trường sống của chúng ta. Bởi vậy, khi được tham gia hoạt động góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân, các Phật tử và thành viên tham gia đều cảm thấy rất hoan hỷ. Chú cũng là một Phật tử của hiện nay đang sinh hoạt tại đạo tràng Vĩnh Long Tây Mỗ. Và hôm nay được tham gia cùng với 5 đạo tràng gồm 100 Phật tử của Vĩnh Long Cúc Vàng đang tu học tại chùa Ba Vàng làm công tác vệ sinh tại phường Tây Tịu cùng với tất cả các ban ngành và cả hội tình thiện nguyện của thế giới nữa và các đồng chí bộ đội nữa, chú cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui. Đây là một việc làm rất ý nghĩa, làm cho môi trường xanh sạch đẹp để cho chúng ta có một cái cuộc sống rất là an lạc hạnh phúc. Đây cũng phải xin chân thành cảm ơn sư phụ và cảm ơn đại tăng cùng cô chủ nhiệm quân phố Cúc Vàng đã hướng dẫn và cách tấn chúng ta cùng làm các công việc thiện nguyện ở thủ đô để góp phần chung cho môi trường xanh sạch đẹp của thủ đô chúng ta. Em là người dân ở Tây Tịu, chúng em cảm nhận thấy là cái chương trình mà chùa Ba Vàng phát động như thế này cho dân chúng em quá là sạch sẽ và ý nghĩa. Kết thúc chương trình dọn vệ sinh môi trường, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tây Tựu và lãnh đạo các đơn vị tham gia đánh giá rất cao tinh thần hoan hỷ phụng sự, tương thân tương ái, có trách nhiệm và lòng nhiệt tình cởi mở của các Phật tử chùa Ba Vàng. Qua đây, các đơn vị cũng gửi lời cảm ơn tới sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tăng chùa Ba Vàng cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Đặc biệt, đại diện người nước ngoài thuộc tổ chức vì môi trường thế giới ngỏ lời sẽ về thăm chùa Ba Vàng trong thời gian sắp tới. Mong rằng tinh thần Phật Pháp với môi trường sẽ luôn được nêu cao và tán dương. Mỗi Phật tử chùa Ba Vàng nói riêng và toàn thế giới nói chung sẽ ngày càng phát huy các hoạt động ý nghĩa, mang công sức và tinh thần trách nhiệm của mình, chung tay xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp.